Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin 504 người Trung Quốc trốn vào Việt Nam, Hà Nội siết chặt biên giới. Việt Nam có 7 tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc với tổng chiều dài biên giới trên đất liền lên trên 1.400 km. Từ khi khởi phát dịch cúm Vũ Hán ở Trung Quốc thì việc ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua biên giới Trung Quốc được siết chặt. Tuy nhiên, tình hình vượt biên trái phép trở nên phức tạp và có chiều hướng gia tăng gần đây, cùng lúc với đại dịch viêm phổi Vũ Hán tái bùng phát ở Đà Nẵng của Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam đã loan báo phát hiện ra 504 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong mùa dịch, buộc nhà chức trách phải quyết liệt siết chặt biên giới. Vào chiều ngày 3 tháng 8 năm 2020, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết, từ đầu năm nay đã có 504 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào 27 tỉnh thành của Việt Nam, nhiều nhất là tại Quảng Ninh với 128 người, Đà Nẵng với 78 người, Bắc Ninh 35 người, Thành phố Hồ Chí Minh 12 người. Thông tin theo trang Vietnamnet chia sẻ. Đây là hình ảnh vào tối ngày 29 và ngày 30 tháng 7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang ở tại quận Bình Thạnh, Tân Phú và Tân Bình. Sở dĩ có tình trạng này là do Trung Quốc bị thiên tai liên tục, lại thêm dịch bệnh bùng phát trong khi ta lại tuyên truyền Việt Nam là điểm đến an toàn. Người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, một là đi tìm việc, hai là đi du lịch, qua là mượn đường để qua Campuchia đánh bạc, ông Sô cũng nói. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Sô cho biết thêm rằng, từ tháng 6 cho đến nay, cơ quan công an, biên phòng ở các địa phương đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, khởi tố 5 vụ với 19 đối tượng. Tuy nhiên, đài truyền hình VTV của Việt Nam cho biết, con số người nhập cảnh trái phép ở Việt Nam phần lớn là người Trung Quốc là hàng ngàn người. Hôm 4 tháng 8, trong phóng sự siết nhập cảnh trái phép trong mùa dịch, đài truyền hình VTV của Việt Nam đưa tin, trong lúc dịch viêm phổi Vũ Hán có nguy cơ bùng phát trở lại, cả nước đã phát hiện hàng ngàn trường hợp nhập cảnh trái phép, chủ yếu là người Trung Quốc. Đài truyền hình VTV của Việt Nam cũng trích số liệu của lực lượng biên phòng cho biết, chỉ riêng trong tháng 7 năm 2020, có đến 2.735 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, phần lớn là người Trung Quốc. Đài này cũng dẫn lời Đại tá Bùi Văn Lua, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy, tội phạm, Bộ Tư lệnh Biên phòng thừa nhận rằng lực lượng biên phòng còn quá mỏng. Một cán bộ phải gác từ 3 đến 4 km đường biên là một thách thức hiện nay. Cũng đáng lưu ý là Đà Nẵng và Quảng Nam, tâm dịch của đại dịch viêm phổi Vũ Hán của Việt Nam hiện nay, là điểm đến của hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong tháng 7. Các trang báo Việt Nam cho biết như vậy. Vào hôm 3 tháng 8, Vietnam Express cũng cho biết tổng cộng có đến 114 trường hợp người nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Trong đó có bắt giữ một người Trung Quốc có dấu hiệu đưa khoảng 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đà Nẵng vào Thành phố Hồ Chí Minh. Và gần đây nhất là hôm 31 tháng 7, Công an quận Bình Tân đã phát hiện 28 người Trung Quốc vượt biên vào Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 7, Công an quận Tân Phú tạm giữ 11 người. Ngày 29 tháng 7, quận Bình Thạnh đã phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Theo quy định, các hình thức xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Việt Nam là phạt tiền, trục xuất hoặc xử tù cho người tái phạm hoặc dẫn độ đối với người có hành vi phạm tội theo điều ước tương trợ pháp lý. Đây là hình ảnh Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu vào hôm 2 tháng 8 năm 2020. Thủ tướng Phúc yêu cầu khởi tố các trường hợp nhập cảnh trái phép. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 2 tháng 8 đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ Y tế và các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ khu vực biên giới và có biện pháp mạnh với tình trạng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ông nói yêu cầu khởi tố tất cả các trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép, đặc biệt với các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài vào Việt Nam. Báo Vietnamnet đã dẫn lời Thủ tướng Phúc nói tại cuộc họp như vậy. Và chỉ đạo của người đứng đầu nhà nước Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh Việt Nam đang cấp tập đối phó với làn dịch gây nhiễm đại dịch viêm phổi Vũ Hán thứ hai, với số lượng người nhiễm bệnh tăng nhanh từng ngày sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến tối ngày 3 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 642 ca nhiễm bệnh, 6 ca tử vong và nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng sẽ tử vong. Hiện thành phố Đà Nẵng, tâm dịch hiện nay của Việt Nam đã áp dụng lệnh phong tỏa, dừng mọi hoạt động du lịch và vận chuyển ra vào thành phố sau khi ca nhiễm đầu tiên
được phát hiện tại đây vào ngày 25 tháng 7, dẫn đến hàng trăm trường hợp lây nhiễm khác trong thành phố và trên 7 tỉnh thành của Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam cũng cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Công an Biên phòng đã phát hiện 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, khởi tố 5 vụ về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết một số người Trung Quốc khai họ vào Việt Nam để tìm việc và du lịch, một số khác đi qua đường Việt Nam để sang Campuchia chơi bài. Trong 5 vụ án bị khởi tố, có 19 bị can người Việt Nam và 1 bị can người Trung Quốc. Và Quảng Ninh đã phạt 25 năm tù giam cho 6 bị cáo vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đây là hình ảnh nhóm bị cáo tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại phiên tòa xét xử lưu động tại nhà văn hóa xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh vào ngày 4 tháng 8. Vào ngày 25 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bắt giam 6 thanh niên vì đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá 4.000 nhân dân tệ một người, tức là tương đương khoảng 13 triệu đồng. Vòng A Sủi, 23 tuổi, cùng 5 đồng phạm hầu tòa với cáo buộc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, tiền công 13 triệu đồng. Đây là án điểm được xử lưu động nhằm răn đe việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán diễn biến phức tạp. Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm việc tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, Vòng A Sủi làm quen với người Trung Quốc tên là A Lùng. Ngày 9 tháng 6, A Lùng thuê Sủi tổ chức cho một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ thành phố Đông Hưng đến thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. A Lùng sẽ trả cho Sủi 4.000 nhân dân tệ, tức là tương đương 13 triệu đồng, với mỗi người nhập cảnh trái phép. Ngày 9 và ngày 10 tháng 6, tại khu vực biên giới Mốc 1335 năm thuộc xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, nhóm này đã tổ chức đón 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Móng Cái. Trong đó, ngày 9 tháng 6 đón 2 người, ngày 10 tháng 6 tiếp tục đón 4 người thì bị bắt. Trước đó, giới hữu trách đã phát hiện 73 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, Quảng Nam bằng đường tiểu ngạch. Trong khi đó, một đại diện của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam vào hôm 31 tháng 7 cho hay, lực lượng này đã ngăn chặn trên 16.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam kể từ đầu năm đến nay. Sau khi Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm mới, Việt Nam đã thành lập 10 đoàn công tác, trong đó có 8 đoàn đi kiểm tra, kiểm soát biên giới, hai tuyến phía Bắc và Tây Nam. Báo Việt Nam Express dẫn lời Thiếu tướng Lê Đức Thái, phụ trách Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết thêm. Và dòng người vượt biên trái phép vào Việt Nam tiếp tục gia tăng không ngừng. Đây là hình ảnh nhóm người bị Bộ đội Biên phòng Móng Cái bắt khi đang vượt biên trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Chỉ trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, Bộ đội Biên phòng đã bắt được 53 người từ Trung Quốc vượt biên qua. Chỉ riêng đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ tổng cộng 21 vụ với 132 người từ Trung Quốc tràn qua. Tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, tình trạng này diễn ra gần như thường ngày. Báo Tuổi Trẻ nói, thậm chí có hôm lực lượng biên phòng bắt hơn 100 người. Và trong những vụ phát hiện mới đây, những người tìm cách nhập cảnh đều là người Việt. Vào sáng ngày 2 tháng 8, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ một nhóm 17 người là dân các tỉnh miền Bắc, vốn đã vượt biên cũng trái phép sang Trung Quốc làm thuê vào hồi năm ngoái. Trang tin Quân đội Nhân dân tiếp tục nói như vậy. Và đây là vụ mới nhất trong tổng số 21 vụ bắt giữ với 132 người Việt mà chốt biên phòng này đã thực hiện chỉ riêng trong tháng 7. Trong các ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8, lực lượng biên phòng tỉnh Hà Giang đã chặn hai nhóm, một nhóm 8 người và một nhóm 31 người tìm cách nhập cảnh trái phép. Những người này là dân của 12 tỉnh cả ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Hôm 30 tháng 7, lực lượng biên phòng thành phố Móng Cái phát hiện được hai nhóm, một gồm 29 người, một gồm 16 người vượt sông biên giới để vào Việt Nam, theo báo Tuổi Trẻ chia sẻ. Và điểm chung của những nhóm người bị phát hiện bắt giữ mới đây là họ đều sang Trung Quốc đi làm thuê. Tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã khiến công ăn việc làm trở nên khó khăn. Họ tìm cách quay trở lại Việt Nam, sang Trung Quốc trái phép. Họ cũng phải lựa chọn cách đi tương tự để trở về quê, tức là thuê người đưa qua đường mòn, lối mở hay vượt sông. Tại miền Nam, chiều ngày 31 tháng 7, tỉnh An Giang bắt giữ một nhóm 41 người, gồm 20 người lớn, 2 trẻ em, đi từ Campuchia vào Việt Nam bằng đường thủy trên 8 chiếc thuyền nhỏ. Đây là hình ảnh 41 người của 7 hộ gia đình dẫn theo con nhỏ đi trên 8 chiếc vỏ lãi, tức thuyền nhỏ, từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Báo Dân Chí nói những người này không có giấy tờ tùy thân và có ý định về Việt Nam sinh sống.
khác với những nhóm nhập cảnh bất hợp pháp khác được xác định là người Việt và được đưa đi cách ly, nhóm của các gia đình Việt kiều sinh sống tại tỉnh Siem Reap của Campuchia đã được vận động để quay về nơi chốn cũ để tiếp tục làm ăn sinh sống, không quay lại Việt Nam. Và lỗ hổng chưa được kiểm soát cũng tiếp tục được chia sẻ. Trong chiến dịch phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Việt Nam đã rất quyết liệt ứng phó với những hình thức như áp dụng giãn cách xã hội, phong tỏa cục bộ các điểm dịch bùng phát, tạm ngưng các hoạt động giao thông công cộng liên tỉnh. Cho đến nay, một số biện pháp vẫn đang được tiếp tục áp dụng như đóng cửa các đường bay quốc tế và tiến hành cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ nước ngoài. Tuy nhiên, đối với những hình thức nhập cảnh đường bộ bất hợp pháp thì không thể biết chính xác là đã có bao nhiêu trường hợp đã lọt vành đai kiểm soát. Và mặc dù những vành đai này đã được tồn tại rất lâu, nhưng dường như số lượng người lọt qua vẫn rất lớn. Tại một cuộc họp về phòng chống viêm phổi Vũ Hán vào hôm 31 tháng 7 của Bộ Quốc phòng tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Đức Thái, người phụ trách lực lượng Bộ đội Biên phòng, được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói, chỉ riêng trong thời gian từ đầu năm đến nay đã có khoảng 16.000 người xuất nhập cảnh trái phép bị chặn giữ và kiểm tra y tế tại chỗ. Việc qua lại đường biên bất hợp pháp diễn ra ở cả ba khu vực biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia, tướng Thái cho biết thêm. Đây là hình ảnh nhóm người Trung Quốc vượt đường rừng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ. Tướng Thái cho rằng việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua đường biên giới là loại tội phạm có từ trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở cả ba tuyến với các nước như Trung Quốc, Lào và Campuchia. Cạnh đó, việc di chuyển nội địa trong thời gian bùng phát đại dịch cũng khiến nhiều người quan ngại. Và cuối cùng thì người nhập cảnh trái phép đã đâm thủng phòng tuyến chống dịch của Việt Nam. Việc liên tiếp xuất hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép ở Đà Nẵng, Quảng Nam và An Giang đang dấy lên lo ngại công cuộc chống dịch như chống giặc của Việt Nam bị đổ vỡ. Về trường hợp người nhập cảnh trái phép ở tỉnh An Giang, tổ công tác của đồn biên phòng Phú Hội phối hợp với các ngành chức năng tuần tra phát hiện một xe 7 chỗ có biểu hiện nghi vấn. Chiếc xe này chạy từ hướng xã Nhân Hội về thị trấn An Phú, huyện An Phú. Sau đó, tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tại đồn biên phòng, họ khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đến 20 giờ 25 cùng ngày, đồn biên phòng Phú Hội cũng phát hiện 5 người nữa có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia nên đưa về đồn để làm rõ sự việc. Đối với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết nhóm người Trung Quốc khai đi bằng đường bộ, khả năng có đường dây đưa vào những người này vào Việt Nam. Thông tin chia sẻ, ban đầu nhóm người này khai đi bằng đường bộ, đường mòn, lối mở. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại việc kiểm soát biên giới. Thiếu tướng Dũng nói với báo Pháp Luật online như vậy. Và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng nêu trách nhiệm của các cơ quan sở lưu trú. Theo ông, cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định thì cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Ông Dũng cũng cho rằng đây có khả năng làm đường dây đưa người vượt biên trái phép và có một đầu nậu giữ hết hộ chiếu của những người này. Được biết có tất cả 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được đưa vào khu cách ly lấy mẫu xét nghiệm âm tính với virus corona lần thứ nhất. Và con số này không dừng lại, vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày, từng giờ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2020 với bản tin 504 người Trung Quốc trốn vào Việt Nam, Hà Nội siết chặt biên giới. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.